thương của Nho Hoa Paris. Và dịch vụ ngày hôm nay một chúng tôi muốn gửi đến các bạn là dịch vụ tắm implant. Hiện tại là bác sĩ Long đang thực hiện quá trình bằng implant cho khách. Chỗ hai xong nữa sao? Có kia không? Nhớ. Đấy, im lên cắm xong nữa, có cảm giác đau không? Thôi anh đừng có bỏ tay lên, đừng bỏ tay lên. Bình thường đúng không? Bây giờ thì còn đó, ta quay qua đây cho cái chuyện bình thường. Còn mắt ta thì không có cảm giác đau lắm, nhưng mà không biết cái lúc sau là sao thôi. Đây, chuyện em lên nó được cắm xong rồi các bạn. Rõ chưa? Nát cắt phim 3D CT Combin. Bệnh nhân trước phẫu thuật thì bệnh nhân đã nhổ răng cách đây khoảng 1 tháng rồi. Thì bây giờ hiện tại là cái xương ổ răng đã bắt đầu lành thương. Thì trường hợp như của bạn, chúng ta tiến hành cắm implant để thay thế cái vùng mất răng được. Thì trên phim này thì mình cũng đánh giá được một số cái chỉ số, ví dụ như là kích thước xương theo chiều má lưỡi, chiều cao xương, rồi mật độ xương. Chúng ta sẽ tiên lượng để có thể tiến hành cắm ghép implant được không, có cần phải ghép xương không để implant có thể tiến hành cắm ổn định lâu dài, ăn nhai được. Đây là cái hình ảnh mà bệnh nhân chụp phim CT Combin. Thì đây là cái vùng mất răng của bạn ấy, hiện tại bạn ấy còn một cái răng 8 nữa. Thì những răng 8 mọc lệch như này cũng cần nhổ bỏ cả trên và dưới. Răng 8 trên thì bạn ấy bị lệch má, còn răng 8 dưới thì lệch gần 90 độ. Thì đối với răng 8 như thế này thì nó sẽ gây đến tình trạng là rắt thức ăn ở vùng kẽ răng này, sẽ gây sâu vùng cổ răng 7. Thì những bạn mà có cái tình trạng mà răng 8 mọc lệch như thế này thì chúng ta nên khám để có cái hướng xử trí. Trường hợp như mọc lệch gần 90 độ như này thì tốt nhất là nên loại bỏ răng 8 để tránh biến chứng cái vùng răng hàm lớn và vùng răng 7 kế cận. Nguyên thì có hai răng 8 ở hai bên hàm dưới. Hai răng khôn nằm dưới đều mọc lệch 90 độ trên phim CT Combin thì rất là rõ. Trên phim CT Combin này chúng ta còn nhìn thấy cái hình ảnh mà ống dây thần kinh răng dưới và tương quan giữa cái vùng cắm ghép implant với các tổ chức lân cận. Thì chúng ta sẽ có tiên lượng để cắm ghép implant. Quá trình cắm implant của mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nhé.